đa. Các cô chú các bạn thấy thôi, cho năm nay hoặc lúc sau tôi sẽ chia sẻ một thứ sáu trong 18 thứ tư duy chúng là khả năng là cái hành động sinh ra kết quả là thất bại hoặc là thành công thất bại là giúp cho bạn vẫn nghĩ và ra chiến lược tốt hơn, còn thành công là sẽ đạt được mục tiêu.